vạn 234V. Đó, đây là cái A2.78A là cái dòng tiêu thụ nhá. Vâng, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại kênh của mình. Nay mình chia sẻ giới thiệu đến các bạn một cái công tơ điện tử, cái mẫu đồng hồ điện tử công tơ điện này thì cực kỳ hữu dụng nhé. Đặc biệt những gia đình nào mà có sử dụng hai nguồn điện hay là cần theo dõi cái lượng tiêu thụ điện trong gia đình nhà mình ấy, hoặc là trang trại hay là các cái quán xá muốn theo dõi cái lượng điện tiêu thụ hàng tháng hàng kỳ của mình ấy, thì cái công tơ điện tử này nó rất là hữu ích nhé, rất là đa năng luôn, có thể cài rất nhiều các thông số. Đó. Báo rất nhiều các thông số luôn, kilowatt điện hay là cái dòng điện đang sử dụng, đầy đủ tất cả các thông số luôn, kèm theo một cái giấy chi tiết như này. Đó. Thì cái sản phẩm này bên mình đang phân phối ra thị trường trên toàn quốc. Bạn nào quan tâm đến sản phẩm thì alo trực tiếp đến số điện thoại đang hiển thị trên màn hình cho bên mình nhé. Sơ đồ đấu lắp thì nó cũng rất là đơn giản luôn. Đây mình sẽ các bạn xem đến cuối video, mình sẽ hướng dẫn các bạn và mình đấu lên điện cho các bạn dễ hình dung nhé. Cách đấu lắp và cách hoạt động và các cái hiển thị trên đồng hồ này của nó thì các bạn đọc cái thông số nó rất là tiện nhé. Rồi đây thì cái sản phẩm này thì nó sẽ kèm theo một cái cảm biến như này và một cái đồng hồ chính để gắn vào tất cả các cái công tơ vị trí mà các bạn cần theo dõi ở gần các cái cầu giao tổng hoặc các cái cầu giao, đặc biệt là lắp ở cầu giao tổng nhé, để theo dõi nó tiện nhất cho tổng cái sản phẩm mình đang sử dụng sau công tơ, sau cái cầu giao đó, hoặc là các bạn có thể theo dõi trên từng thiết bị hay là mọi cái cách sử dụng một tùy thuộc mỗi người sử dụng cho mọi mục đích nhé, để theo dõi cái lượng điện tiêu thụ cũng như là cái dòng của nó. Rồi ok, thì đây thì mình đang đi quay cái phần hướng dẫn mình đang lắp sẵn trên gia đình mình đang dùng để các bạn tham khảo nhé. Đây nhá, đây là khi đấu lắp hoàn thiện thì đồng hồ nó sẽ hiện ra các cái thông số như thế này. Đó, để mình hướng dẫn các bạn đọc cái thông tin thì rất là dễ nhá. Đây là cái nguồn điện mà đang vào này. Đó, 234V. Đó, đây là cái A2.78A là cái dòng tiêu thụ nhá. Đó, và đây là watt, hiện tại là đang tiêu thụ là 552-54W. Đó, cái số này đang nhảy cái dòng điện tiêu thụ nhá. Đó. Còn cái kilowatt này là cái tổng nhá. Cái tổng này thì các bạn có thể xóa, ở đây có một cái nút để các bạn có thể xóa hoặc là lưu nó đến khi nào các bạn muốn nhá. Đó, đây là cái kilowatt nó tổng cho đến cái thời điểm hiện tại từ lúc mình lắp đồng hồ đến giờ là 163 kilowatt. Đó. Cái điện thì nó báo luôn ở đây là 50 hạt nhá. Đó, là điện lưới. Điện 220V 50 hạt. Đó, rất là dễ sử dụng và rất là dễ nhìn các cái thao tác. Đây là cái dòng điện tiêu thụ đang chạy 550W. 2.67A dòng. Đó, thì ở đây thì cách đấu lắp thì rất là đơn giản. Ở đây mặc định cái cảm biến đã được đấu sẵn vào trong hai đầu rồi. Còn hai chân còn lại thì các bạn đưa hai cái dây điện vào hai cái đường điện lưới. Đó. Và cái điện cái cảm biến này sẽ cho vào điện lưới nhá. Ở trên cảm biến thì nó có sẵn mũi tên như này rồi để nó ký hiệu mình là dòng điện sẽ chạy từ bên này sang bên này. Để chạy qua thì nó sẽ đo cái dòng điện cũng như tất cả cái thông số. Đó, thì các bạn lắp vào bên dưới các cầu giao tổng như vậy là ok. Đó là đồng hồ sẽ hoạt động. Đó, khi đèn sáng và tất cả các cái thông số nó nhảy như này là đã chuẩn nhá, đã hoạt động rồi nhá. Đó. Cái sản phẩm này dùng cho tiện cho những cái gia đình mà nhiều công tơ cũng như là muốn theo dõi. Đây là đồng hồ điện tử, công tơ điện tử điện đo điện nhá. Rất là tiện theo dõi mọi cái thông số như là các cái tiêu thụ của điện cũng như là hết bao nhiêu, cái này rất là tiện nhá. Đấy, cái sản phẩm này thì bên mình cũng đang phân phối ra thị trường trên toàn quốc. Bạn nào quan tâm đến sản phẩm thì alo trực tiếp đến số điện thoại đang hiển thị trên mình cho bên mình nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nhá. Quan tâm đến cần bên mình hỗ trợ tư vấn thì alo trực tiếp đến số điện thoại cho bên mình. Ok.